Rồi, Vinasuki lên sóng đã được anh trai ở gần nhà cách mấy chục cây chốt ha, chốt nhà nha cả nhà. Rồi, chúc hai anh về làm ăn thuận lợi nha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn hai anh trai rất nhiều. Mua xe không có lăng tăng, không có lòng vòng nha cả nhà. Rất là nhanh lẹ nha. Về gần nhà luôn. Rồi ve đi anh, ve đi. Hai anh trai xem xong test một phát một lời lụm liền ha. Không có lăng tăng về xe mà cũng không lăng tăng nhiều về giá. Quay đầu được mà, quay đầu luôn trong này cũng được. Quay đầu trong này luôn đi. Anh chạy tới sao, sao chạy tới cho nó dễ. Đó, xe cực kỳ đẹp ha, giá rẻ, giá khởi nghiệp cho anh em. Đó. Đăng kiểm mới rồi, mua về chỉ có lập nghiệp thôi. Đó, mong anh em làm ăn kinh tế nó phát triển nha. Đó. Quá rẻ cho một cuộc tình. Đó. Rồi chúc anh em nhiều may mắn nhiều. Dạ dạ rồi chúc anh em nhiều sức khỏe. Rồi cả nhà cần mua bán trao đổi gì cứ alo cho em ha. Alo cho Toàn Mai Phát nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.